Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam, Philippines. Giải thể hình quốc tế WFF Việt Nam mở rộng, sự kiện hàng đầu của môn fitness tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bình dị những nghề thủ công xưa của Hà Nội, nét thân quen giữa phố thị hiện đại. Chiều ngày 9 tháng 11, tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh sự cần thiết nối lại các cơ chế hợp tác đã có giữa hai bên bị gián đoạn thời gian qua do dịch bệnh. Trong đó, hai bên cần sớm họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 10, nỗ lực triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương đã ký kết, trong đó có chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2024, tiếp tục có các biện pháp nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước, hạn chế việc áp đặt các rào cản thương mại đối với hàng hóa của hai nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo cho Philippines và đóng góp vào các nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực của chính phủ Philippines. Về hợp tác hàng hải, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực cần được tăng cường. Trên tinh thần đó, hai bên sẽ sớm tổ chức cuộc họp nhóm công tác hợp tác về biển và đại dương, về hợp tác đa phương. Hai bên nhận định, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đứng trước nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường, cần tăng cường trao đổi, tham vấn, cùng nhau tiếp tục củng cố đoàn kết, sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thuộc chương trình Chủ tịch WTO Chair, cuối tuần qua, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa phái đoàn và Đại học Ngoại thương Hà Nội về hợp tác hỗ trợ Đại học Ngoại thương trong các hoạt động tham gia chương trình WTO Chair nhiệm kỳ 2022-2026. Tại buổi lễ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, phái đoàn tin tưởng rằng Đại học Ngoại thương thông qua tham gia chương trình WTO Chairs với sự hỗ trợ của WTO sẽ thúc đẩy sự gắn kết và mang lại thành công cho Đại học Ngoại thương và các bên liên quan thông qua việc bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn cho các học giả, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp. Phó Tổng Giám đốc WTO, Đại sứ Xiang Chen Zhang đã chúc mừng Phái đoàn Việt Nam và Đại học Ngoại thương ký kết bản ghi nhớ, hoan nghênh mối quan hệ hợp tác tăng cường giữa Phái đoàn và Đại học Ngoại thương, thể hiện qua việc ký kết bản ghi nhớ này. Ông Xiang Chen Zhang nhấn mạnh, một trong những mục tiêu chính của chương trình WTO Chairs là hỗ trợ các cơ sở giáo dục, nghiên cứu tổng hợp được thông tin phù hợp với việc xây dựng chính sách cho thành viên hưởng thụ. Ông tin tưởng sự hợp tác này sẽ đóng góp đáng kể cho mục tiêu đó. Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Australia, trong chuyến thăm của Thống đốc bang Nam Australia Francis Adamson đến Việt Nam, bà đã đến thăm trường Hà Nội Adelaide. Đây là ngôi trường đang giảng dạy chương trình trung học phổ thông của Australia. Học sinh Việt Nam có cơ hội cùng lúc nhận hai bằng trung học phổ thông Việt Nam và Australia khi tốt nghiệp tại trường. Thống đốc bang Nam Australia cho biết, nhiều doanh nghiệp Australia mong muốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam dễ dàng tiếp cận môi trường học tập quốc tế, rút ngắn khoảng cách, chi phí khi đi du học. Hiện có khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang Nam Australia. Đây đều là những sinh viên đạt được nhiều thành tích. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chỉ trong nửa đầu năm nay, các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ AI của tiến sĩ Trương Văn Tiến đã được đăng tải trên hai tạp chí danh tiếng là Nature Machine Intelligence và IE Robotics and Automation Letter và được nhiều tạp chí khác của Mỹ đưa tin. Trương Văn Tiến từng là cựu sinh viên ngành kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Anh nhận được học bổng tiến sĩ toàn phần ngành kỹ thuật hàng không và thông tin ở Hàn Quốc và được ba trường đại học ở Mỹ cấp học bổng để qua Mỹ làm tiến sĩ.
Sau hơn 12 năm làm việc ở Singapore, Mỹ, Canada và Hàn Quốc, tiến sĩ Tiến đã về nước cuối năm 2020 làm việc cho Coherent Việt Nam. Tiến sĩ Trương Văn Tiến từng làm nhiều dự án về công nghệ vật liệu mới, công nghệ sản xuất tiên tiến, robotics, ứng dụng AI, hệ thống laser cho các dự án ứng dụng dân sự quân sự. Các nghiên cứu trước đó của anh cũng được các trang tin công nghệ Mỹ đưa tin về tính đột phá trong ứng dụng sản xuất và giành nhiều giải thưởng về khoa học và sáng tạo. Giải thể hình quốc tế thuộc Liên đoàn Thể hình WFF Việt Nam mở rộng 2022 vừa được Liên đoàn Fitness Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thể hình quốc tế WFF. Đây là sự kiện hàng đầu của môn thể dục thể hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ năm 2019 đến nay. Giải thu hút sự tham dự của trên 200 vận động viên nam nữ đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực. Tại giải thi đấu năm nay, đoàn Việt Nam được đánh giá khá cao, chất lượng chuyên môn ngang bằng với nhiều đoàn mạnh như Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc. Chung cuộc, xếp hạng toàn đoàn, Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương vàng, trong đó có lực sĩ Việt Nam Sefa giành được tấm huy chương vàng ở nội dung toàn năng thể hình, được ban giám khảo quốc tế đánh giá cao. Cuộc thi đã diễn ra thực sự tuyệt vời và tôi rất ấn tượng với các vận động viên Việt Nam. Họ thi đấu rất tốt và đạt kết quả xứng đáng. Giải thể hình quốc tế WFF Việt Nam mở rộng 2022 được tổ chức với mục đích hưởng ứng cuộc vận động, phát triển phong trào tập luyện môn thể hình và fitness toàn quốc, đồng thời xã hội hóa thể thao, cùng lan tỏa tinh thần, nâng cao nhận thức về giá trị của sức khỏe cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cái sân chơi này là mục đích để nhằm các vận động viên Việt Nam cọ sát với các vận động viên quốc tế để đáp ứng cái phong trào mà phát triển thể hình của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, cũng như là tạo nhiều cái sân chơi đa dạng trong cái môn thể hình fitness. Thì trước đây chúng ta thường là thi các môn thể hình, bây giờ chúng ta có thêm vài cái loại hình mới nữa. Fitness này cũng là một cái ngành, cái nghề để cho các bạn trẻ làm việc và kiếm tiền, chứ không phải là chỉ tập luyện cho bản thân không, mà là có thể lan tỏa thêm cho cả cộng đồng và cho tất cả những người khác hiểu rõ về vai trò ăn uống, sức khỏe và tinh thần. Thì như thế lớp trẻ của chúng ta ngày một tốt hơn và đất nước sẽ phát triển hơn. Giải thể hình quốc tế WFF Việt Nam mở rộng 2022 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2022 diễn ra tại Vương quốc Anh, ngày 9 tháng 11, Tổng cục Du lịch đã tổ chức chương trình họp báo quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, an toàn hậu COVID-19 đến truyền thông quốc tế. Tại họp báo, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hạ Long, Hội An, đại diện Tổng cục Du lịch giới thiệu nhiều điểm đến và sản phẩm thú vị khác đang đón chờ khách du lịch quốc tế đến khám phá, như hang Sơn Đòn, một trong những hang động thiên nhiên lớn nhất thế giới, đảo Ngọc Phú Quốc, làng nghề truyền thống, những món ăn ẩm thực ấn tượng, đặc sắc của Việt Nam như bún chả, phở, nem rán. Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2022 là hội chợ chuyên nghiệp lớn đầu tiên mà du lịch Việt Nam tham gia ở nước ngoài kể từ đầu năm 2020. Hoạt động du lịch song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng đang phục hồi mạnh mẽ sau khi Nhật Bản mở cửa hoàn toàn du lịch vào tháng trước. Theo thống kê, Nhật Bản là thị trường khách nước ngoài lớn thứ tư của Việt Nam, còn Việt Nam đã trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của Nhật Bản trong 3 quý vừa qua. Đoàn du khách này đến từ Nhật Bản. Nhiều người trong số họ đã không đi đâu du lịch trong suốt 2 năm qua do dịch COVID-19. Và giờ đây, họ chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho các chuyến du lịch nước ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Đất nước của các bạn quả thực là một điểm đến an toàn, kể cả về mặt dịch bệnh hay xã hội. Tôi ấn tượng với sự phát triển đầy sức sống của Việt Nam hiện nay. Các món ăn tại Việt Nam cũng rất hấp dẫn. Không chỉ đi theo đoàn, số khách du lịch tự túc từ Nhật Bản sang Việt Nam cũng gia tăng. Theo thống kê của chúng tôi, hiện nay khoảng 80% đường bay giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được nối lại so với trước dịch COVID-19. Dần dần tất cả các đường bay sẽ khôi phục lại ở mức 100%. Theo thống kê từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, số khách Việt đến Nhật đạt 191.500 lượt,
đưa Việt Nam trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của quốc gia này. Ngoài những điểm đến quen thuộc như Tokyo, Kyoto hay Osaka, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cũng đang mở ra các tuyến mới với những trải nghiệm độc đáo tại Nhật Bản. Ngắm tuyết và du thuyền ở khu vực Hokkaido, nó cũng là một cái tuyến khá là mới và chúng tôi đang tiến hành đưa quảng bá phối hợp cùng với Tổng cục Du lịch Nhật Bản JNTO để quảng bá đưa đến cho khách hàng. Và dự kiến là sẽ là một cái điểm mới, điểm nhấn của du lịch Nhật Bản trong cái thời gian sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, việc đồng yên mất giá đang được xem là một trong những động lực để du khách quốc tế, trong đó có Việt Nam, lựa chọn Nhật Bản thay vì các quốc gia khác khi các chi phí đã được giảm thiểu, cùng nhiều hoạt động kích cầu du lịch đang được đất nước mặt trời mọc áp dụng. Hà Nội nằm trong top điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trong bối cảnh lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng cao. Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insight cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 10 năm nay cao hơn khoảng 20% so với tháng trước. Top 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm Mỹ, Australia, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Malaysia, Thái Lan và Đức. Thưa quý vị, trong dòng chảy hối hả của nhịp sống đô thị, vẫn còn đó những người gắn bó, mưu sinh hàng chục năm với những nghề thủ công xưa cũ. Để rồi hàng ngày trên những con đường, góc phố, chúng ta vẫn bắt gặp những hình ảnh bình dị của những nghề thủ công còn chỗ đứng trong xã hội hiện đại, như một nét thân quen giữa phố phường tấp nập. Trong phóng sự sau, chúng ta hãy cùng tìm về với những nghề cũ nơi phố xưa của Hà Nội. Rau cây ống mai đây. Mai rau cây áo đây. Với những đồ nghề đơn giản, ông Tuyển đã bám trụ gần 20 năm ở Hà Nội bằng nghề mài dao kéo. Những con dao cái kéo qua bàn tay của ông trở nên sắc bén, làm hài lòng các bà nội trợ, tiểu thương. Là bằng máy thì nó nhanh, thế nhưng mà không biết cách mài thì vòng cua nó lớn quá, thì lưỡi dao nó non, thái, không được sắc bền. Bằng mài thủ công, không quan trọng nhất là phải cái đá màu đây này. Đấy. Đây này, phải đưa vào đây lấy màu này. Mà lấy màu làm sao, kể cả mắt rất tinh như để lưỡi con dao này lên, nhìn không cái lưỡi. Mà người ta đưa cái con liếc này vào, người ta liếc này, nó không bị bênh lưỡi. Phố Cầu Gỗ và Hàng Dầu vốn nổi tiếng là thiên đường giày dép thời trang những năm 90, giờ đã không còn kinh doanh hưng thịnh được như thuở nào. Nhưng nghề sửa giày dép thủ công ở đây lại vẫn trụ vững. Sự khéo léo của đôi bàn tay đã giúp nghề này sống khỏe, kể cả không phải làm trong phố nghề. Cửa hàng vẻn vẹn 2m2 này là nơi gia đình bà Quý đã bám trụ 25 năm với nghề sửa giày dép. Nhiều người cũng cứ bảo là chúng tôi là sao không làm cái máy khâu, nhưng chúng tôi bảo không, nó rệu rạo lắm, nó không chắc tay bằng mình khâu thủ công như này. Thế nên là chúng tôi yêu nghề là nó như thế, và nhiều khách là như thế. Nằm trên con phố đất vàng của thủ đô, cửa hàng sửa chữa cơ điện của ông Xuân cũng thật khác biệt. Khi một mình một nghề, người thợ đã gắn bó hơn 50 năm với nơi này, vốn được mệnh danh là bác sĩ chữa bách bệnh nan y, cho biến thế, motor, quạt cũ, quạt cổ. Máy móc thì thường là chỉ làm những cái đồ mới, còn phục hồi lại những cái đồ cũ thì phải dùng đến bàn tay và khối óc. Có những cái nó hỏng, nó mất đi thì mình phải tái chế lại chi tiết linh kiện đó. Còn máy nó chỉ được làm hàng loạt, và hai những các cái series đó là xe gì cũ ngày xưa, không còn, không có đồ mới thay thế. Trong thời đại mà hầu hết mọi việc đều có thể làm bằng máy móc, thì sự khéo tay hay nghề của những người thợ thủ công vẫn mãi còn đó trong lòng phố thị, dù nhịp sống có từng ngày đổi thay. Xã hội tồn tại thì cái nghề mài dao và người ta nghề vẫn cứ tồn tại. Nếu mà đã cứ làm yêu nghề, chịu khó này, để làm cẩn thận cho người ta thì lúc nào cũng có việc. Ngày xưa các cụ có câu là làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng. Mặc dù thu nhập nó không cao, nhưng tôi vẫn gắn bó với nghề này. Con tôi vẫn dạy nó làm cái nghề này. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại.